Con là Nôm Niêm, là con út trong gia đình, sống cùng mẹ và anh trai. Nhưng bản thân phải tự mình làm mọi việc, không dựa dẫm được vào ai. Công việc hàng ngày của cô là làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền đi học. Nên cô không có thời gian cho riêng mình, cũng như chuyện yêu đương. Cô nghĩ khi nào tốt nghiệp, cô sẽ tìm một công việc thật tốt. Khi đó cô sẽ có một cuộc sống mới cho riêng bản thân. Thời gian trôi qua, cô tốt nghiệp và xin được việc làm. Công việc của cô là phiên dịch viên tiếng Nhật. Mừng ngày cô xin được việc, đám bạn đã tổ chức tiệc mừng cho cô tại một quán bar. Đây là lần đầu tiên cô được đến đó, nên trao chúc bạn thân. Ở quán bar, cô vô tình đụng phải một anh chàng đẹp trai. Trước vẻ đẹp ấy, cô có chút xao xuyến. Rồi vô tình cô gặp lại anh trong quán. Khi bạn anh mời bạn cô uống nước, hai bên nhận ra nhau và làm quen trong e thẹn. Ở quán lúc này, anh đã mời cô uống rượu. Hai bên trao nhau những ánh mắt ngọt ngào. Trong lần gặp đầu tiên này, anh đề nghị đưa cô về nhà. Lúc chia tay, anh đã trao cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh gửi danh thiếp và hy vọng cô sẽ gọi lại cho anh. Lần đầu gặp người đẹp trai lại có ý với mình, cô vui lắm, định sẽ nhắn tin cảm ơn anh, nhưng cô lại đánh rơi mất danh thiếp. Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi. Một tháng sau, ngày đầu tiên cô chính thức đi làm, bất ngờ khi nhận ra sếp cô chính là anh chàng đẹp trai mà cô gặp ở quán bar lúc trước. Trong đầu với biết bao nhiêu câu hỏi.